Mình là Ellie Trần. Hôm nay mình có những cái thông điệp muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là Confident, Align, Just So Girly và Believe. Những cái thông điệp này là chính là những cái thông điệp mà suốt cái khoảng thời gian tuổi trẻ của Ellie, Ellie lúc nào cũng rất là thích và luôn tin vào điều đó. Và Ellie nghĩ rằng những cái bạn trẻ như các bạn cũng sẽ phải tin vào những cái điều như thế này để chúng ta có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn và phấn đấu cho công việc, học tập và cho tương lai tươi sáng. Chúc các bạn sẽ có một năm mới thật là vui cùng với gia đình và sẽ luôn luôn ủng hộ cho Ellie nhé.